Hãy phân loại rác. Như thế này là không được. Trước khi phân loại rác, hãy cùng nhau bắt đầu học cách phân loại rác. Có rác đốt được, rác không đốt được, lon, chai nhựa. Chúng ta hãy bắt đầu với rác đốt được, vứt bằng túi giấy. Tiếp theo, chúng ta bắt đầu với rác không đốt được, hãy vứt bằng túi ni lông. Tiếp theo, chúng ta có rác lon, hãy vứt bằng túi ni lông. Chúng ta còn có chai nhựa, hãy tháo nắp chai và nhãn dán trên chai. Chai nhựa có thể vứt bằng túi ni lông. Chai thủy tinh hãy vứt bằng túi ni lông. Rác khổ lớn, bạn chỉ được vứt ở bãi rác khi đã gọi cho công ty chuyên xử lý rác khổ lớn, hẹn ngày giờ đúng mới được vứt. Chúng ta đã biết phân loại rác, hãy cùng nhau bắt đầu nào. Vì có nhiều loại rác, chúng ta cần phải biết kết hợp đúng loại túi rác. Hãy buộc rác thật kỹ và bỏ vào bãi rác đúng ngày quy định được vứt loại rác đó. Việc phân loại rác làm cho môi trường tự nhiên trở nên tốt hơn và đó là quy định của hầu hết các chung cư tại Nhật. Nếu bạn có thể làm đúng theo video, bạn có thể giúp ích cho bản thân bạn, cho chủ nhà và cho trái đất.